qua thử thách, mặc dù cũng mệt thất thểu nhưng không bao giờ được chơi đẻo. Đó, tinh thần chơi đẻo nó tuyệt vời thế này mà. Vượt qua thử thách cho Nam, mặc dù mệt thất thểu nhưng không bao giờ được chơi đẻo. Cô nào to nhất anh ơi? Cô này to nhất à? Rồi, còn cô này điểm. Hai đội kia, cô nào to hơn ạ? Xanh to hơn. Xanh to hơn, cộng 4 điểm, vào 3 điểm. Rồi, ok. Và bây giờ thì tất cả các chị chúng ta sẽ đến với trò chơi đầu tiên. Trò chơi được mang tên khắc nhập, khắc xuất. Khi tôi hô khắc nhập thì tất cả các chị chúng ta phải co cụm hàng mình lại làm sao cho ngắn nhất. Khi tôi hô khắc xuất thì các chị chúng ta phải giãn hàng mình ra làm sao cho dài nhất, đúng không ạ? Đội nào dài nhất được cộng 2 điểm, cộng 10 điểm. Và đội nào ngắn nhất thì chúng ta cũng cộng 10 điểm, đúng không ạ? Rồi, bây giờ các chị chú ý đây. Khắc nhập, khắc nhập. Người sau chúng ta phải trèo đến mọi người được chiếc trèo dài với trèo hàng mình ngắn nhất. Ok. Người sau đã chào đến bao người chơi sao cho hàng mình ngắn nhất chưa? Ok. Khắc xuất. Các chị chúng ta có thể nhằm ra và nếu được sao cho hàng mình không biết được. Nào nối ra làm sao cho hàng mình không biết. Các chị có thể muốn ra mình dài trai chỉ có cách nằm xuống vào đây. Các chị có thể cởi bất cứ cái gì có thể cởi trong người để ta nối hàng mình làm sao dài nhất. Miễn là mình dài nhất là được. Các chị muốn ra với chúng ta nằm xuống và dễ dàng hơn. Nằm xuống. Và chúng ta nằm xuống thì cũng dài hơn rất nhiều. Các chị coi như tôi hãy nằm xuống thì mình dài hơn. Chính xác rồi. Ôi xin mời anh chị tài chúng tôi sẽ đi đo xem hàng này dài nhất. Phải nằm xuống thì mình mới dài được. Vâng, và các chị có thể cởi áo, cởi bất cứ thứ gì có thể cởi được để chúng ta nối hàng những làm sao cho hàng mình dài nhất. Mà sao chúng ta phải đối diện